bài hát và xin phép lại phần trình diễn của Hoàng Minh trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với vai trò là một người MC để giới thiệu lên sân khấu những tiết mục tiếp theo. Nhưng trước khi đến với những tiết mục tiếp theo thì Hoàng Minh sẽ xin được thông báo chương trình vào buổi tối ngày mai. Kính thưa quý vị, vào buổi tối ngày mai, quý vị sẽ được giao lưu trực tiếp và chạm mặt giang hồ với ngôi sao ca nhạc, diễn viên điện ảnh Phú Lê trong buổi tối ngày mai. Của bạn hit đời là thế thôi. Chúng ta ngày mai hãy cùng rủ bạn bè thân đến đây để cùng chạm mặt giang hồ với Phú Lê trong buổi tối ngày mai. Và rất hy vọng quý vị cùng thông báo cho bạn bè, gia đình và người thân của mình đón xem vào buổi tối ngày mai với ngôi sao ca nhạc diễn viên điện ảnh Phú Lê. Cùng bây giờ quay trở lại với chương trình buổi tối ngày hôm nay, sân khấu này một lần nữa sẽ nóng hơn.